Tiền đạo số 1 thời thầy Park Suk bay cơn đau đầu của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik bớt nỗi lo trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang liên tục dự khán các trận đấu tại V-League để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam. Dù đa số các cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia đều đang chơi ổn, nhưng có những vị trí vẫn khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải lo lắng. Nổi bật trong đó là hàng công. Điều càng làm vị chiến lược gia sinh năm 1976 đau đầu hơn là sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu tương đối khó, với Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Tuy không còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng nhiệm vụ của những chiến binh sao vàng vẫn là chiến thắng để cải thiện thứ hạng FIFA. Cạnh đó, đây cũng là hai trận đầu tiên của huấn luyện viên Kim trên cương vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam nên ông rất muốn giành lấy những kết quả tốt. May mắn, giữa thời điểm khó khăn đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đón tin rất vui từ tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Cụ thể, ngôi sao gốc Hải Dương đã ghi 3 bàn trong 3 trận gần nhất tại V-League 2023-2024. Nếu tính trong mùa này, Tiến Linh đã ghi tổng cộng 7 bàn tại V-League và là cầu thủ nội có nhiều pha lập công, nhất ngang với Quang Hải. Không chỉ cho thấy khả năng di chuyển chọn vị trí tốt mà cầu thủ sinh năm 1997 còn đang kết thúc tình huống, ấn tượng hơn so với trước đây. Dù vẫn còn một số hạn chế nhưng với những gì đang thể hiện, Tiến Linh chắc chắn vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đoàn quân áo đỏ. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, cầu thủ gốc Hải Dương thường được ưu tiên xếp đá cao nhất trên hàng công và anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giờ đây, khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam khả năng cao cũng sẽ quay lại cách chơi với một tiền đạo cắm. Nếu được trả lại đúng vị trí cùng với phong độ cao như hiện tại, Tiến Linh hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ trong màu áo tuyển Việt Nam.